Xin kính chào quý vị và các bạn trở lại với kênh của mình. Kênh của mình là kênh Đức Thắng TV. Sáng hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2023. Tại nhà văn hóa trung tâm của thôn Lý Bắc, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra cái hội nghị gặp mặt giao lưu thanh niên xung phong C27 đội 4220 D37 khu vực 2 huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Và sau đây Đức Thắng xin phép được quay toàn bộ cái không khí của phần lễ cũng như là phần hội của cái hội nghị này. Mời quý vị và các bạn đón xem. Phê bình phản biện về kênh của Đức Thắng TV để Đức Thắng TV có nhiều động lực, Đức Thắng hàng ngày
chuyển đi mà đi đi. Thì như vậy là phải có mặt, bởi vì trong cuộc giao lưu hôm nay đồng chí nào không có mặt thì như vậy là trừ trường hợp đồng chí ốm đau phải đi bệnh viện hoặc là bây giờ đang ở Đông Nam thì như vậy là mới nhậm chức được. Còn hôm nay chủ đề là làm công tác giao lưu, nắm lại con số một lần nữa để chúng ta chuẩn bị nữa là cho cái việc đó là đủ chính sách trong thời gian tới. Cho nên là những đồng chí hôm nay không có mặt ở đây, chúng tôi sẽ đồng một danh sách riêng về huyện để tìm hiểu. Cho nên chỗ này là các ông chí lưu ý cho một chút. Điểm diện từng đồng chí trong xe 207 của quận 2 thì báo cáo chỉ là các đồng chí hết sức trật tự để rồi là chúng ta tiến hành. Bây giờ chúng ta là thanh phong của cũng chúng ta cũng như các đồng chí chống ủy và vừa qua thì có đồng chí chiến này những nào biết rồi là tất cả các chế độ hiện nay đi trước bảy năm thì chúng ta có chế độ và đang làm chế độ thì báo cáo chỉ là ngày 15 tháng 5 năm 2023 và ngày 15 tháng 6 năm 2023 là đợt 1 và 15 tháng 11 đợt 2 và 15 tháng 12 là đợt 2 cuối cùng. Đấy, ta phải tham gia xây dựng và đồng thời là chúng ta muốn đoàn kết đồng đội giúp đỡ lẫn nhau thì chúng ta phải có cái quỹ muốn kỷ niệm 46 năm thì ta phải có tiền và có tiền thì chúng ta mới làm được. Chúng ta nghĩ là theo công văn thì phải có do cái điều kiện chủ tịch phố chủ tịch thì là cái sự cố nên chưa ra được. Cho nên báo cáo như thế này, chúng ta còn là trong tháng 5 này là chúng ta phải cố gắng để làm sao để sống bảo đảm. Vì chúng tôi đã làm xong cái văn bản rồi, có văn bản đã duyệt rồi thì chắc chắn là đủ rồi. Và đây là tất nhiên, cái báo cáo chỉ là chúng ta không còn gì để mà chúng ta phân vân nữa. Cho nên là công ty yên tâm, còn những công ty nào thì chưa thấy thì chúng ta sẽ cái thứ tư là báo cáo như thế này, tình hình theo cái ý kiến của thầy cô và thầy cô thì vừa qua tiên tiến được để làm sao để cho các đồng chí giải quyết chế độ cùng các đồng chí là những người làm chứng để có đồng chí cùng các đồng chí cùng cái ban liên lạc đấy tinh thần báo cáo chỉ các ban liên lạc chia mặt. Mỗi hội viên là 1 triệu, quỹ nghĩa tình đồng đội thì đây là cái thành viên xung phạm của chúng ta là cái gọi là thiên nhiên là tình nguyện thì thế mới khi mà báo cáo thì ăn cái này
chia làm hai tổ. Chia làm hai tổ thì giữ cái quỹ này, mỗi tổ là ba chị, tôi có hai con là nó kết lại giữ một quỹ, một lãnh đạo là một người tôi gọi là một người đó là thương quý. Rồi đường đi lối lại là
sạch sẽ, chứ bây giờ là huyện đang hết làm vệ sinh môi trường vùi lắm không chị. Ô, người ta quay camera rồi người ta chụp hình của Tân Sơn đấy, không biết thân mình đang có được hay không, thì mong rằng các đoàn sẽ cố gắng. Nên là về dự hôm nay thì đồng chí Hòa cũng đã có những cái tấm lòng nhiệt tình đối với một người lãnh đạo, thì thay mặt ban tổ chức và toàn thể hội nghị xin cảm ơn đồng chí và chúc sức khỏe đồng chí và gia đình hạnh phúc. Trưởng ban liên lạc xe 207 đội 4220. Nội dung của hội nghị gặp mặt giao lưu hôm nay là thực hiện cái chỉ đạo của tỉnh hội và huyện hội để cho anh chị em thanh niên xung phong là được giao lưu gặp mặt buổi đầu tiên. Và trong những cái nội dung thì nó là nội dung quan trọng nhất là xây dựng tổ chức hội, sau đó là công tác xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội để giúp đỡ hội viên khó khăn khi hoạn nạn chẳng hạn. Thì nói chung là cái quỹ này nó rất có ý nghĩa đối với thanh niên xung phong, nên thực hiện chủ trương của hội cấp trên thì hội sẽ giao lưu gặp gỡ. Hôm nay được đó là cụm 2 của C207 giao lưu, nói chung nó là phải nói là rất thành công tốt đẹp. Các đồng chí lãnh đạo về dự cũng đã tham gia ý kiến và có ý thức đó là tạo mọi điều kiện cho hội thanh niên xung phong hoạt động. Chúng tôi rất là thay mặt ban lãnh đạo vô cùng cảm ơn ủy ban nhân dân xã cũng như là thôn Tây Bắc xã Tạc Bình. Cô có một cái nguyện vọng này nè, vâng. Bởi vì sau tháng 9 chống Mỹ năm 1975 thì đến năm 77 là cái phát động thanh niên lên đường tình nguyện đi xây dựng bảo vệ tổ quốc. Vâng. Chúng tôi là đi cả tháng 9 chiến tranh biên giới rồi đấy. Cử được 8 tháng là tuyển bao nhiêu thanh niên nam của tình nguyện đi tháng 9 chiến tranh biên giới bành trướng Trung Quốc. Vâng. Cho nên là đối với thời gian thì tôi có một cái ý kiến đề xuất với cấp trên. Wow. Là bây giờ anh chị em người ta lên đường, người ta đã hy sinh thời gian tuổi trẻ để đi xây dựng và vùng kinh tế mới. Wow. Có nghĩa là đi xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong đó có cả đi chống chiến tranh biên giới, nhưng mà đến bây giờ thì thời gian nó quá dài, 46 năm rồi. Wow. Mà chưa được một đồng chí nào được một cái chế độ gì gọi là. Vâng. Bây giờ là chị em người ta cũng rất chi là bức xúc và nóng ruột, bởi vì hắn quá dài đi, mà tôi cũng thiết tưởng rằng chưa có một cái tập thể nào mà thiệt thòi như thanh niên xung phong này. Vâng. Cho nên là thay mặt chị em thì tôi thì cũng đề nghị với hội cấp trên, đồng thời có sự quan tâm của các quý lãnh đạo từ huyện đến tỉnh, quan tâm đến cái chế độ gọi là ít nhiều cho thanh niên xung phong. Vâng. Cái giai đoạn từ năm 77 đến năm 80. Vâng. Vâng. Cảm ơn cô nhé. Dạ. Video của Đức Thắng đến đây xin phép được tạm dừng. Xin kính chúc quý vị và các bạn đã và sẽ đăng ký kênh Đức Thắng TV có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Đức Thắng xin trân trọng.